Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Được thần Phật che chở độ mạng, tài lộc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không mong muốn rằng biết trước được số mệnh của mình. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc ấm êm, không bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người, thưa quý vị, tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và trong đó việc mà chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là tốt số, số trời sinh, mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này? Số trời sinh, mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này. Cuộc sống chân thành sẽ được phúc đáp, hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà chúng ta ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù là có số vun ba vất vả và thậm chí là chúng ta vẫn còn được nợ nần, túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu. Nhưng bước qua năm 2022 thì mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Đối với các quý gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Mão cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục, chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng 4 âm lịch, gia chủ Ất Mão không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề đường tài lộc. Tuổi Ất Mão có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư. Các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đến một mức độ nhất định.
Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để có thể làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc của thầy Gia Cát, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ đều có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tuy vất vả, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1975. Vì thế bản mệnh cần giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ. Nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng xã giao, không sử dụng chất kích thích. Các quý gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Ất Mão. Nhờ vào thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân để chuẩn bị về chung một nhà. Với những người còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt. Bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022. Và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lụ Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta phải luôn vững tin vào trong cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến.
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.